Brad Pitt được bình chọn là một trong những người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới. Brad nhận được ba đề cử cho giải Oscar và nhận được một giải quả cầu vàng. Thông tin tên khai sinh William Bradley Pitt ngày sinh 18 tháng 12. 1963, 49 tuổi, nơi sinh, Saudi, Oklahoma, Hoa Kỳ vai diễn đáng chú ý, Tyler Durden, Fight Club, Richard John, Babel, David Mew, C7N, Jeffrey White. 12 Monkey, Rusty Ryan, Ocean Eleven, Asin, Joy, Hon NS, N, Jennifer Aniston. Năm 2000 đến năm 2005, tiểu sử Brad Pitt được bình chọn là một trong những người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới. Brad nhận được 3 đề cử cho giải Oscar và nhận được một giải Quả cầu vàng. Pitt bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với tư cách khách mời trên phim truyền hình, bao gồm cả vai diễn trong phim truyền hình dài tập Dallas trên kênh CBS vào năm 1987. Anh bắt đầu được chú ý qua vai cao bồi trong phim Thên Ma và Louisa. 1991, Pitt nhận được vai chính đầu tiên trong phim A River Runs 1992, và Interview with the Vampire. 1994, anh đóng chung với Anthony Hopkins trong bộ phim bi kịch Legend of the Fall vào năm 1994. Vai diễn này đờ giúp anh nhận được một đề cử cho giải quả cầu vàng. Năm 1995, anh được đánh giá cao qua vai diễn trong phim C7N và Toel Monkey. Peter, nhận được đề cử cho giải Oscar và đờ, giành chiến thắng với giải quả cầu vàng cho vai diễn phụ xuất sắc nhất của anh trong phim Toel. Monkey 1996 Pít tỏa sáng trong phim Fight Club 1999 Và bộ phim nổi tiếng Ocean Eleven 2001 Cùng với các phần tiếp theo là Ocean 12 2004 và Ocean 13, 2007. Anh thành công lớn về mặt doanh thu qua phim Joy 2004 và Mr. và Mrs. Smith 2005. Pitt nhận được đề cử giải Oscar thứ hai cho vai diễn cùng tên trong phim The Curious Case of Benjamin Button vào năm 2008. Những phim nổi bật khác của anh là In Lawless Bastard, Moneyball. Sau khi kết thúc cuộc tình đẹp với nữ diễn viên Gwyneth Paltrow. Peter kết hôn với nữ diễn viên Jennifer Aniston và cuộc hôn NS N của họ chỉ kéo dài 5 năm, năm 2009. Anh chung sống với nữ diễn viên Angelina Jolie. Chuyện tình của họ đờ. Thu hút sự chú ý của giới truyền thông trên toàn thế giới. Anh cùng Jolie nhận nuôi ba đứa trẻ là Medoff, Zahara và Pax người Việt. Ngoài ra họ còn sinh thêm ba đứa con là Silo, Knox và Vivian. Pitt là chủ một công ty sản xuất phim tên Plan B Entertainment. Công ty này đờ sản xuất bộ phim giành giải Oscar phim xuất sắc nhất năm 2007 đờ đi pa kể từ lúc bắt đầu mối quan hệ với angelina jolie pitt ngày càng tham gia nhiều hoạt động ích hội cả trong và ngoài nước những bước đầu đời pitt từng học tại trường trung học pitcapu anh là thành viên của đội bơi lội tennis và đánh gôn. Ngoài ra anh còn tham gia vào các C, U lạc bộ, các buổi tranh luận, nhạc hội của trường. Với tư cách là thành viên của hội xích ma chi, Peter, tham gia đủ hoạt động của hội. Sau khi tốt nghiệp trung học, Pitt học tại Đại học Missouri năm 1982. Anh học khoa báo chí với chuyên ngành chính là quảng cáo. Năm 1985, hai tuần trước khi thi lấy bằng, Pitt rời đại học và đến. Tôi có cảm giác nôn nao khi lễ tốt nghiệp đến gần. Tôi thấy các bạn mình kiếm việc sẵn sàng cho việc ổn định. Tôi yêu phim ảnh. Nó là cái cổng dẫn tôi đến một thế giới khu ri không phải là nơi những bộ phim ra đời. Sau đó tôi quyết định nếu phim ảnh không đến với tôi thì chính tôi sẽ đến với nó sự nghiệp công việc ban đầu ở Los Angeles pitt làm nhiều nghề như tài xế mặc trang phục gà en polo loco để trả học phí cho các lớp dạy diễn xuất anh bắt đầu học diễn xuất với Roy London. Pitt bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 1987 với những vai diễn vô danh trong các phim No Way Out, No Man Land và Last Time Zero. Anh xuất hiện trên truyền hình lần đầu tiên với vai diễn khách mời trong bộ phim sitcom Growing bên của đài American ABC từ tháng 12 1987 đến tháng 2 1988. Pitt xuất hiện trong bốn kỳ trong bộ phim truyền hình dài tập trên đài CBS. Anh đóng vai Randy, bạn trai của NS, N vật Salen mất cô, do Charlie Uyết đóng, đời tư Brad Pitt kết hôn cùng Jennifer Aniston vào tháng 7 năm 2000 nhưng sau đó ly dị vào năm 2005. Báo chí nói rằng Jennifer từ chối ý định có con với Brett. Pitt hiện đang hẹn hò với nữ diễn viên Angelina Jolie tháng 4 năm 2012, Brad Pitt cầu hôn Angelina, dự định sẽ kết hôn trong tương lai.